Anh Trang xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018. Đến với chương trình Good Morning Washington DC gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày, bao gồm những chi tiết liên quan đến ngũ giác đài đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân đội cho đến năm 2020. Cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ ngày càng thiếu người. Amazon công bố 20 nơi vào dòng nhì cuộc thi đặt tổng hành dinh. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu vực người Kurd ở Syria và Serbia có thể gia nhập Liên minh châu Âu vào 2025. Trong phần 2, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin tổng kết kinh tế tài chánh tuần qua. Để mới đầu chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng sáng hôm nay. Ngũ giác đài đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân đội cho đến năm 2020. Ngũ giác đài đang ồ ạt tung ra một loạt các văn kiện chiến lược điên cuồng với kỳ vọng thúc đẩy tổng thống Donald Trump đưa ra lời kêu gọi tăng cường quân đội với quy mô lớn và đắt tiền, bao gồm vũ khí mới và thêm nhiều quân hơn nữa. Tuy nhiên, ngay chính quá trình xây dựng ngân sách của bộ này vẫn còn chưa bắt kịp. Vào thứ Sáu, Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra chiến lược quốc phòng Tiếp theo sau chiến lược an ninh quốc gia và bản dự thảo vừa bị rò rỉ của bản báo cáo đánh giá chung về tình trạng hạt nhân. Các tài liệu này trình bày chi tiết các chính sách đi kèm với những dự trù chi phí to lớn, nhưng có thể phải chờ thêm một năm nữa trước khi ngũ giác đài tìm ra được cách để chi trả cho một số chính sách trong số đó. Ngân sách quốc phòng cũng giống như hàng không mẫu hạm, không thể đột ngột thay đổi. Quá trình dự thảo ngân sách năm 2019 đã được bắt đầu từ năm ngoái, ngay từ thời điểm bắt đầu của chính quyền mới. Nhưng khả năng để Trump để lại dấu ấn lâu dài đối với chi tiêu của ngũ giác đài đã bị cản trở bởi sự chậm trễ của ông trong việc nêu tên những người trong chính phủ được chọn để giúp biến chính sách thành những quyền được ưu tiên hưởng ngân sách thực sự. Do thời gian thông qua ngân sách quốc phòng kéo dài, nên dự thảo ngân sách thứ hai của chính phủ mới thường là dự thảo chủ yếu phản ánh chính sách an ninh quốc gia, và dự thảo đó thường được đệ trình cùng lúc với việc đưa ra một số đánh giá quan trọng về chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan cũng đã hạ thấp mọi kỳ vọng với đề xuất rằng việc xây dựng được tác dương rất nhiều này cần phải chờ đến khi có ngân sách năm 2020. Điều mà Shanahan đã không nói là trong số các giới chức then chốt trong việc giúp chuyển các luận điểm trong chính sách thành các quyết định ngân sách trong đó có ông Shanahan. Thượng viện Hoa Kỳ đã phê chuẩn chức danh giám sát tài chính cho David Norquist vào ngày 25 tháng 5, phê chuẩn Shanahan làm thứ trưởng ngày 18 tháng 7, Robert Dago làm giám đốc CAPE ngày 1 tháng 8 và John Ruth vào ngày 3 tháng Giêng. Riêng vị trí phụ trách chính sách, đó là vị trí có vai trò tác động giúp định hình các kế hoạch của ngũ giác đai. Tổng thống George W. Bush từng có Dolores Faith, người đã giữ vị trí này trong 4 năm, đảm nhận cương vị này đúng vào ngày 16 tháng 7 của năm đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, trong khi Michelle Flournoy dưới thời của Obama nhận nhiệm sở chưa đầy 3 tuần sau lễ nhậm chức. Chính quyền của Tổng thống Obama đã công bố bản đánh giá quốc phòng nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhất vào tháng 11 năm 2009, chưa đầy 10 tháng sau khi nhậm chức yêu cầu ngân sách năm 2011 được đưa ra ngày 1 tháng 2 năm 2010 và phù hợp với ưu tiên ngân sách của chính quyền đối với các chính sách của chính quyền. Bốn năm sau đó, QDR và ngân sách quốc phòng đã được công bố vào cùng ngày, ngày 4 tháng 4 năm 2014. Điều đó không có nghĩa là ngân sách và chính sách luôn đồng bộ. Harrison nói, vào năm 2014, bản đánh giá quốc phòng nhiệm kỳ 4 năm của chính quyền Obama đã yêu cầu số lượng nhân sự không phù hợp với ngân sách dành cho quân đội được kèm theo yêu cầu ngân sách là vì một quyết định quá muộn, không kịp với thời hạn cuối cùng của ngân sách. Nhưng bằng quyết định chuyển phần lớn kế hoạch tăng cường cho đến luật ngân sách quốc phòng kế tiếp, chính quyền của Trump sẽ lại mất thêm một năm nữa. Kết quả là các nhà lập pháp sẽ ở vị trí có thẩm quyền cao nhất có quyền lựa chọn trong số các chính sách của chính phủ để dành quyền ưu tiên ngân sách cho những chính sách mà họ chọn. Bob Hay, cựu kế toán viên của ngũ giác đài, hiện là cố vấn cao cấp tại Booz Allen Hamilton, nói rằng hãy còn quá sớm để kết luận rằng hứa hẹn tăng cường sức mạnh quốc phòng của Trump sẽ không thành hiện thực dựa vào mô tả của Sanahan về những điều được chờ đợi vào năm 2019. Cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ ngày càng thiếu người trong khi Tổng thống Donald Trump đòi phải xây tường giữa Hoa Kỳ và Mexico, cơ quan phụ trách thực hiện và chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới lại mất người nhiều hơn là tuyển mộ được. Cơ quan bảo vệ biên giới hiện thiếu 2003 người so với đòi hỏi của Quốc hội và Tổng thống là phải mướn thêm 5.000 người. Theo Văn phòng Kế toán Chính phủ, GAO, báo cáo năm ngoái, cơ quan bảo vệ biên giới mất 905 người mỗi năm, trong khi chỉ mướn được 523 người. Một số người nghỉ hưu, nhưng nhiều người có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm chọn việc khác lương cao hơn trong các cơ quan liên bang, trong khu vực ít xa xôi hơn, có trường học tốt, có bảo hiểm sức khỏe và có việc làm cho người phối ngẫu. Lương khởi điểm của một nhân viên cơ quan bảo vệ biên giới là 49.000 một năm. Amazon công bố 20 nơi vào vòng nhì cuộc thi đặt tổng hành dinh công ty Amazon vừa công bố danh sách 20 nơi lọt vào dòng nhì của cuộc dự tranh làm nơi đặt tổng hành dinh thứ nhì của công ty ở Bắc Mỹ. Theo bản tin CNN, những nơi này đa số nằm ở vùng miền đông nước Mỹ, gồm Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Miami, Montgomery County ở Maryland, Nashville, Newark, New York City. Northern Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh, Toronto và Washington, D.C. Hồi năm ngoái, công ty Amazon nhận được đơn dự tranh từ 238 thành phố và khu vực ở 54 tiểu bang, khu vực, quận và lãnh thổ ở khắp vùng Bắc Mỹ. Công ty cho hay sẽ có quyết định sau cùng trong năm 2018, theo bản tin CNN. Với tên gọi HQ2, cơ sở mới này sẽ tốn ít nhất 5 tỷ để xây nên và điều hành, đồng thời cũng sẽ tạo ra khoảng 50.000 việc làm trả lương cao. Để chọn từ 238 xuống còn 20 là điều rất khó khăn, công ty Amazon cho hay và cũng nói thêm rằng qua tiến trình này, họ biết thêm nhiều cộng đồng để trong tương lai sẽ xem xét trong tiến trình phát triển và đầu tư, tạo thêm công ăn việc làm. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu vực người Kurd ở Syria Tin mới nhất cho hay, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn khoảng 70 quả đạn pháo vào các ngôi làng của người Kurd tại khu vực Afrin ở Tây Bắc Syria. Trong cuộc tấn công từ lãnh thổ, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ lúc nửa đêm và kéo dài tới sáng ngày 19 tháng 1. Trước đó, vào thứ Năm, Thổ Nhĩ Kỳ đã phái chỉ huy quân đội tới Moscow để tìm kiếm sự chấp thuận cho một chiến dịch không lưu ở khu vực do người Kurd kiểm soát. Chính quyền Ankara được cho là tiến hành chiến dịch quân sự ở Afrin trong tuần vừa qua nhằm đáp trả lại kế hoạch của Mỹ hỗ trợ thiết lập một lực lượng, lượng 30.000 lính để bảo vệ các khu vực do các chiến binh do người Kurd cầm đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Karikli hôm thứ Sáu nói với báo chí rằng nước này sẽ tiếp tục can thiệp quân sự vào khu vực Afrin và Manbij tại Syria để chống lại các mối đe dọa từ phiến quân người Kurd, đồng thời tuyên bố Ankara sẽ hợp tác với Nga và Iran trong các hoạt động trên không ở Afri. Serbia và Montenegro có thể là những nước tiếp theo gia nhập Liên minh châu Âu, có thể vào năm 2025. Quan chức của khối EU phụ trách các cuộc gia nhập thành viên đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Rooster hôm thứ Năm 18 tháng 1 theo đó, Liên minh châu Âu đang tiến hành một nỗ lực ngoại giao nhằm đẩy nhanh các bước đưa 6 quốc gia ở bờ Tây vào EU. Các quốc gia gồm Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia đều hy vọng sẽ gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng đã chứng kiến cơ hội thành viên của họ mất dần trong những năm gần đây khi các chính trị gia của khối này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Eurozone năm 2009 đến năm 2013 và việc bỏ phiếu của anh rời khỏi khói. Tuy nhiên lo sợ ảnh hưởng của Nga cũng như cuộc khủng hoảng tị nạn trong khu vực và sự chuyển hướng của Thổ Nhĩ Kỳ và chế độ độc tài các nước trên bán đảo Ban Can này đang ngày một mong muốn tăng cường hội nhập châu Âu sau khi anh rời đi năm 2019. thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.